Thưa quý vị, chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Để khởi nghiệp thành công, tuổi trẻ tỉnh nhà cần phải có thêm sự sáng tạo và bản lĩnh. Đây chính là nhận định quan trọng được rút ra từ diễn đàn Học sinh sinh viên khởi nghiệp năm 2020 do tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức. Tham gia diễn đàn, các bạn học sinh sinh viên đến từ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và tương đương trong và ngoài tỉnh đã được cung cấp một số thông tin khái quát về những thành tựu của tỉnh nhà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm qua, đồng thời tham gia giao lưu, đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm của bản thân với các diễn giả, các khách mời về đề tài học sinh sinh viên khởi nghiệp. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và được phân tích làm rõ như tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp, các điều kiện cần và đủ để khởi nghiệp, những rủi ro và kỹ năng quản trị xử lý những rủi ro có thể xảy ra. Cũng tại diễn đàn, các bạn học sinh sinh viên đã được lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cung cấp một số thông tin có liên quan đến chính sách thu hút nhân tài của tỉnh, nhu cầu việc làm tại các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.